gà luộc nướng ha. Quên, gà luộc cúng nguyên con ha. Giặt rồi cái cúng nguyên con này. Lấy nước đây nó nấu cà ri nè. Đây là này là nấu đồ xào luôn nè. Cái này thịt để xào đậu quy và cà rốt. Đây gà đi bộ ở nhà mình nè. Xào đậu quần luôn hay gì vậy? Cái này gà tôm mà. Xào thịt để mà nấu đồ xào á. Lấy cái dĩa bự gấp con gà ra chặt cho cái này nhìn hấp dẫn rồi. Là nó món cà ri. Vậy là nhà mình có 3 món: gà luộc, cà ri và đồ xào. Vô là đổ nước coi luộc gà lúc nãy vào hành. Trời ơi con gà nó bóng lưỡng luôn, màu vàng đẻ ghê. Gà mít, má anh điểm mấy lứa không nhỉ? Hai lứa. Đây là trứng của con gà mái đó nè. Cái đùi trời nhìn như dĩa thịt gà thêm miếng muối nữa, trời ơi thèm luôn. Ông bê bưng con
Tao sơ khoai lang và khoai tây để bỏ vào cái nồi kè ri nấu cho nó không có bị rã. Show. Ở trong nhà thì chỉ cúng chè xô bánh trái cây thôi, ngoài ra là không có cúng mặn. Đây là mâm cúng của ngày mùng 5 tháng 5 ở quê mình. Ở ngoài thì cúng chè xô trái cây, gà, rồi thịt heo. Nói chung là mâm cúng giống như đám giỗ vậy á. What?